Thế Linh rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Nghệ An Đất Học ngày hôm nay. Như thường lệ, mời quý vị điểm qua những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Mục điểm tin sẽ cung cấp cho khán thính giả những tin tức giáo dục nổi bật trong tháng. Câu chuyện giáo dục sẽ đề cập đến vấn đề dạy và học các môn tự chọn trong chương trình giáo dục phổ thông mới hiện nay. Và gương mặt khoa học đương kỳ này là bạn Nguyễn Ngọc Hiếu ở bản Cao Vêu, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, là một học sinh đầy nghị lực vượt lên hoàn cảnh để đạt được ước mơ của mình. Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An vừa tiếp tục ra văn bản chấn chỉnh công tác quản lý thu chi tài chính năm học 2022-2023. Để triển khai thực hiện tốt công tác thu chi năm học, đồng thời chấn chỉnh công tác thu chi, Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục trực thuộc, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Vinh chỉ đạo các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và công tác thu chi tài chính theo đúng thông tư số 36 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không thu các khoản trái quy định, không tùy tiện đặt ra các khoản thu, các loại quý trái quy định trong trường học, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cùng Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục miền Bắc, Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Trường học tỉnh Nghệ An vừa tổ chức trao quà hỗ trợ học sinh, nhà trường bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Nghệ An. Dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã trao tặng sách giáo khoa, sách bổ trợ, vở viết với tổng trị giá 700 triệu đồng, hỗ trợ các học sinh của 30 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 14 trường ở huyện Kỳ Sơn, 6 trường ở huyện Quỳnh Lưu, 4 trường ở huyện Thanh Chương và 6 trường ở huyện Hưng Nguyên. Trước đề xuất phương án theo hướng nâng mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức khu vực công lên 1,8 triệu đồng một tháng, nếu được Quốc hội thông qua, giáo viên hưởng lương theo thông tư 01 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ nhiệm xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập sẽ tăng lên đáng kể. Đối với giáo viên mầm non, ở bậc cao nhất, mức lương có thể lên 15 triệu đồng mỗi tháng. Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở lên tới 18 triệu đồng mỗi tháng. Giáo viên công tác tại các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được nhận mức lương cao hơn do có phụ cấp ưu đãi 70%. Việc cho học sinh tự chọn theo môn học được đánh giá là một bước tiến của chương trình giáo dục phổ thông mới bắt đầu được triển khai từ năm học 2022-2023. Hướng thay đổi này đã mở ra những sự lựa chọn và cơ hội cho học sinh. Các em sẽ chọn môn học theo đúng sở thích của mình và phù hợp với yêu cầu, kiến thức, định hướng nghề nghiệp đa dạng trong xã hội. Tuy nhiên, thực tế triển khai đang gặp phải không ít khó khăn. Khi biết trường có giảng dạy môn âm nhạc, một trong những môn học tự chọn của chương trình giáo dục phổ thông mới, Lâu Ít Sành đã mạnh dạn đăng ký. Yêu thích ca hát nhưng chưa bao giờ em được tham gia một lớp học nào về nhạc lý. Bởi vậy mà em rất háo hức đón chờ tiết âm nhạc. Em cảm thấy một âm nhạc nó là rất là bổ ích cho tất cả các bạn học sinh. Nó là giúp cho các bạn học sinh của em giải phóng được tất cả bản năng của bản thân và có thể năng nổ hơn trong tất cả các hoạt động. Tại trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật, với các môn tự chọn cùng nhóm như công nghệ và tin học, nhà trường có cơ sở vật chất cùng nguồn nhân lực dồi dào, sẵn sàng đáp ứng tốt nhu cầu của học sinh. Tuy nhiên hiện nay, các môn học tự chọn như âm nhạc, mỹ thuật mới dừng ở mức sinh hoạt ngoại khóa, tạo sân chơi cho học sinh bước đầu làm quen với âm nhạc, chứ chưa phải là một tiết học. Từ bé thì em đã tham gia các hoạt động nghệ thuật ở trường và tham gia ở các nhà thiếu nhi của thành phố, thì em lên cấp 3 em vẫn có mong muốn là sẽ có thể học lên cao hơn và em đã có đăng ký tự chọn môn âm nhạc. Nhưng mà rất là tiếc là đến tận hôm nay thì nhà trường vẫn chưa có thể bố trí thầy cô để dạy cho chúng em ạ. Thì nhà trường cũng đang làm việc với cái trường cao đẳng nghệ thuật của Nghệ An, trong đó có cái đội ngũ giáo viên có cái trình độ đại học để đáp ứng với cái yêu cầu chuẩn giáo viên trong cái dạy đối với trường trung học phổ thông. Khi bước vào năm học thì thực tế là trường cao đẳng nghệ thuật thì lại rất là khó trong cái việc sắp xếp cái giáo viên để mà đáp ứng được với cái nhà trường. Cho nên là buộc nhà trường cũng phải động viên các em là phải chuyển thành cái môn mà nhà trường đang còn có giáo viên. Thông tin bộ môn âm nhạc được đưa vào chương trình giảng dạy tại các trường trung học phổ thông khiến giáo viên và học sinh không khỏi vui mừng.
Điều này đồng nghĩa với việc có thể thỏa mãn được nguyện vọng, đam mê âm nhạc của học sinh, góp phần định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế tại các trường trung học phổ thông còn quá khó để đưa vào giảng dạy đại trà. Khối 10 hiện nay là đang nhà trường đang thực hiện dạy các cái tổ hợp môn môn học lựa chọn, đó là thiên về khối A, khối B và khối C. Còn các cái môn âm nhạc và mỹ thuật vì nhà trường có giáo viên cho nên là chưa có thể đáp ứng được nhu cầu của học sinh được, và học sinh biết thế cho nên nó không chọn cái môn này. Quán triệt thực hiện tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cũng đã hướng dẫn các trường trên địa bàn tỉnh linh hoạt triển khai dạy và học các môn tự chọn. Tuy nhiên, để một môn học được đưa vào giảng dạy hiệu quả cần nhiều yếu tố, bao gồm cả nhân lực và cơ sở vật chất dạy học. Đặc biệt là khi học sinh không có nhu cầu đăng ký học, thì việc các trường triển khai dạy môn học tự chọn này là điều bất khả thi. Nhà trường cũng mong muốn rằng là ngành giáo dục cũng có một cái hướng dẫn và đồng thời là có một cái công tác tổ chức cán bộ làm thế nào để mà có cái đội ngũ để đáp ứng được cái yêu cầu để nhà trường chủ động. Chứ thực tế bây giờ nhà trường đi hợp đồng giáo viên thì rất là khó khăn. Thì nhà trường cũng đã xây dựng cái kế hoạch này để mà có cái sắp tới có được triển khai. Một là cho học sinh học cả cái tiếng ngoại ngữ 2, cho những học sinh mà có nhu cầu đi du học. Thứ hai là tiếng dân tộc thiểu số. Tuy nhiên cái vấn đề này thì nhà trường chỉ mới đưa vào kế hoạch còn chưa triển khai được, bởi vì có hai cái khó khăn. Thứ nhất là phải có một cái giáo trình, bởi vì khi đưa tiếng dân tộc vào thì phải có giáo trình về chữ viết, rồi đội ngũ giáo viên thì được đào tạo bài bản. Đây là cái môn lựa chọn, cho nên vì vậy việc tổ chức dạy thì buộc phải phối hợp và phải có cái ngân sách thuộc là ngân sách tự nguyện của các em. Cho nên cái vấn đề về kinh phí mọi cái để chi trả cho giáo viên giảng dạy thì nó nằm ngoài cái chế độ quỹ gia đình nhà nước. Học sinh phải có nhu cầu hoặc là có cái dự án đầu tư thì nhà trường mới triển khai được. Thiếu giáo viên giảng dạy, phòng học chưa đạt chuẩn đang là bài toán khó của hầu hết các trường trung học phổ thông trên địa bàn toàn tỉnh. Bởi vậy mà với các môn học tự chọn như âm nhạc, mỹ thuật, tiếng dân tộc hầu như vẫn chưa thể triển khai. Và các em học sinh có mong muốn phát huy năng khiếu sở trường của mình vẫn sẽ phải chờ. Sinh ra và lớn lên ở bản Cao Phêu, xã Phúc Sơn, huyện miền núi Anh Sơn. 3 năm trung học phổ thông, Nguyễn Ngọc Hiếu đã phải một mình ở trọ để thuận tiện cho việc học. Ước mơ trở thành một bác sĩ để giúp đỡ được nhiều người là động lực lớn để em vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực học tập. Trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội, Hiếu bắt đầu hành trình mới trên con đường chinh phục ước mơ của mình. 3 năm cấp 3, một mình trong căn phòng trọ hơn 10 mét vuông cạnh trường, Hiếu luôn tranh thủ làm mọi việc thật nhanh để ngồi vào bàn học. Ở một mình, Hiếu phải tự lo cơm nước và chia thời gian biểu để học sao cho hợp lý. Không điện thoại, không máy tính, Hiếu cần mẫn, chăm chỉ và cố gắng hoàn thành bài tập thầy cô giao. Làm tất cả bài tập trong sách giáo khoa, đó là cách mà Hiếu nỗ lực để thực hiện ước mơ của mình. Và vì hoàn cảnh như thế thì em không thể gọi là có thể đi học thêm nhiều như các bạn được. Thế là em phải tự lập, phải tự học. Cái gì không hiểu thì em sẽ mạnh dạn đến hỏi thầy, đăng ký những khóa học online để bổ sung thêm kiến thức, rèn luyện thêm. Em thì cũng sinh ra không được may mắn như người khác, là cũng thiếu mất hình ảnh của người bố. Đó, có thai em thì được 4 tháng thì bố đã mất, cũng căn bệnh rất cùng hiểm nghèo, mất đột ngột đó. Thì là trong lòng em cũng có những cái núng nấu sau này trở thành một người bác sĩ. Thứ nhất là để chăm lo việc sức khỏe cho gia đình, các anh, các chị, và cũng là giúp đỡ cho được nhiều người. Đó là mong muốn ước mơ của em. Không phải là một bạn học sinh nổi bật, Hiếu có phần rụt rè trong giao tiếp. Nhưng với thầy giáo chủ nhiệm Đặng Đình Hợp, Hiếu là cậu học trò đặc biệt với tính tự lập và quyết tâm cao. Với em, hoàn cảnh khó khăn là động lực để vươn lên, chứ không phải là rào cản. Điều này làm cho thầy cô, bạn bè càng thêm quý Hiếu. Rất mong muốn là em hiểu ra cái ngôi trường đại học ở Hà Nội là phải là quyết tâm. Đấy, quyết tâm để học và nhìn nhận được cái hoàn cảnh của mình để nỗ lực trong học tập và đưa lại cái kết quả là cao nhất. Tranh thủ những ngày chưa nhập học, Hiếu giúp mẹ nấu cơm, chăm lợn gà. Em không nề hà việc gì, miễn giúp được mẹ. Lớn lên thiếu vắng bóng cha,
chân mẹ không lành lặn như người khác. Thu nhập mẹ con chỉ nhìn vào khóm sau con gà. Hiếu thấu hiểu những vất vả mà mẹ phải trải qua, nhưng mẹ vẫn luôn gắng sức chắt chiu, dành dụm để em được học hành. Thương mẹ vất vả, em tự nhủ phải học tập thật tốt để đền đáp công ơn của mẹ. Và những nỗ lực của em đã bước đầu gặt hái được thành quả. Thực sự mà nói hoàn cảnh mẹ cũng vất vả, không có thu nhập, chỉ ổn định cả. Thế là hoàn cảnh thì cũng tan tật. Một mình nhưng mẹ cũng hứa với con rằng là con cứ thực hiện ước mơ của con đấy. Mẹ sẵn sàng ở là hậu phương vững mạnh để là chấp cánh cho con. Khó khăn nhưng hai mẹ con ta đều phải là quyết tâm, chặt tay nhau vượt qua tất cả những khó khăn để đạt được những ước mơ của con mong muốn, miễn rằng con đừng có từ bỏ ước mơ. Với 3 năm cấp 3 thì em đã làm được, thì đối với trường Y 6 năm, 10 năm thì em nghĩ em cũng thể làm được. Để đạt được ước mơ của mình và để đền đáp công ơn mà mẹ đã dành cho em. Nếm trải qua bao khó nhọc, niềm mong ước lớn nhất của cha mẹ là được thấy con nên người. Với Nguyễn Ngọc Hiếu, học chính là cách để đền đáp những yêu thương của mẹ và cũng vì tương lai của chính mình. Con đường đi tới tương lai của em còn dài và nhiều khó nhọc, song với nghị lực và quyết tâm theo đuổi ước mơ, chắc chắn em sẽ đạt được điều mình mong muốn trong tương lai. Thưa quý vị, chương trình Nhà ăn Đất học kỳ này của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý khán giả, cũng như giới thiệu cho chương trình những tấm gương hoa học đường tiêu biểu, những vấn đề giáo dục nổi bật. Để chương trình ngày càng hấp dẫn, thiết thực hơn, mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về địa chỉ chương trình Nghệ An Đất học, phòng chuyên đề Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An, số 1 đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.